lợi sức khỏe và sắc đẹp. Chào bạn, tôi là dược sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc sản phẩm của dược phẩm Bilora. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng bộ đôi thuốc dược thảo trị thoái hóa điểm vàng Biloma. Bộ đôi thuốc dược thảo Biloma gồm hai sản phẩm là Vision Factors và Betacaol. Đây là hình ảnh thực tế của sản phẩm, bạn có thể xem qua. Sản phẩm đầu tiên Vision Factors chứa rất nhiều thành phần có lợi cho đôi mắt, gồm hỗn hợp các loại vitamin như vitamin C, E, B2, B6, B12, thiamin, acid folic, selen, N-acetin, L-carnitin và các loại thảo dược gồm blueberry, bilberry, việt quất, grapeseed, hạt nho và các khoáng chất như coenzyme Q10, lutein, zeaxanthin và lycopene. Hỗn hợp vitamin giúp đào thải gốc tự do gây hại cho mắt, tái tạo mô mắt và duy trì sự ổn định của điểm vàng. N-acetin, L-carnitin giúp chuyển hóa các chất, loại bỏ tình trạng tắc nghẽn mạch máu, giúp tăng cường lưu thông máu. Blueberry, bilberry, việt quất có tác dụng chống mỏi, nhức mắt, bảo vệ mạch máu, tăng cường tuần hoàn máu tại mắt và tái tạo sắc tố thị giác. Grapeseed, hạt nho giúp bảo vệ độ đàn hồi của mao mạch, tăng cường lưu thông máu và chống lão hóa tế bào xung quanh vùng mắt. Coenzyme Q10 có tác dụng chống oxy hóa rất tốt, ức chế tế bào gây tổn thương võng mạc, giảm thiểu thoái hóa điểm vàng và tăng cường độ ẩm cho mắt. Lutein giúp bảo vệ mắt khỏi các gốc tự do, ngăn ngừa bệnh mắt, tăng độ tập trung và cải thiện thị lực mắt. Zeaxanthin giúp chống oxy hóa rất tốt và chống lại các gốc tự do gây tổn thương điểm vàng. Lycopene có tác dụng tăng cường thị lực và loại bỏ các gốc tự do. Sản phẩm thứ hai Betacaol với thành phần chính là beta carotene, alpha carotene, gamma carotene, balm dầu cọ, lycopene, lutein và zeaxanthin. Beta carotene có tác dụng ngăn chặn mù lòa, tăng cường hệ thống miễn dịch. Alpha carotene và lycopene giúp duy trì hệ thống xương và làn da khỏe mạnh, tăng cường tầm nhìn và hệ thống miễn dịch. Gamma carotene giúp tăng độ nhận biết hình ảnh của võng mạc, giúp bảo vệ và khôi phục điểm vàng. Balm dầu cọ có tác dụng chống oxy hóa cao, chứa nhiều vitamin A tốt cho mắt. Lutein giúp duy trì chất lượng điểm vàng ở võng mạc, tăng cường thu nhận tín hiệu ánh sáng và tăng cường thị lực rõ rệt. Zeaxanthin có tác dụng bảo vệ đôi mắt, loại bỏ gốc tự do tổn thương gây đục thủy tinh thể. Mỗi ngày bạn sẽ uống 4 viên trước ăn 30 phút, buổi sáng uống 2 viên, buổi tối uống 2 viên, mỗi loại 1 viên. Hạn chế các loại thức ăn cay nóng và thực phẩm chứa nhiều chất béo như mỡ động vật, thức ăn nhanh. Bổ sung các thực phẩm nhiều dinh dưỡng tốt cho mắt bao gồm rau củ quả, các loại trái cây giàu vitamin, uống đủ nước mỗi ngày. Kết hợp vận động và tập các bài tập thể dục tốt cho mắt để tăng tác dụng điều trị. Trong 2 giờ sau khi uống thảo dược, bạn không nên uống các loại thuốc tây để thảo dược được hấp thu tối đa. Thân chào và hẹn gặp lại bạn trong các video hướng dẫn tiếp theo. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Bilora TV.